Lúc mẹ mình sinh ra thì cũng hai bàn tay trắng, thì đi cũng hai bàn tay trắng mà thôi, nó không có cái gì hết. Thật sự bản thân con làm rất là nhiều, nhưng mà khi ra đường con, trong túi con cũng đâu có tiền đâu, con không biết là nó đi đâu. Với lại con nghĩ là cái sự đòi hỏi của mình nó quá nhiều. Nếu mà mình có bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu, mình sống trong cái cuộc sống nó bình an thì nó lại nó tốt hơn. Chứ còn mà đòi hỏi, con thấy là theo con nghĩ là để dành lại cho cuộc đời của mình cái tiếng tâm thì nó hay hơn là khi mà mình giàu có. Thí dụ như cái ông đó ông giàu lắm luôn á mà ông chết thì người ta chỉ nói vậy thôi rồi quên, nhưng mà người ta sẽ nhắc hoài là ô cái ông đó ông lúc ông còn sống ông giúp hết người này người kia, ông làm cái này ông làm cái kia cho chùa cho Phật tử, ông giúp người nghèo này nọ, thì cái tên tuổi đó hình như cái đó nó mới là lâu dài trong cái cuộc sống của mình đó, theo con nghĩ vậy. Vâng, tuyệt vời quá. Thế là triết lý về cát bụi mà chị vừa mới chia sẻ, có vẻ như có một số người khán giả đang xem trực tuyến nói là chị ơi, chị hãy hát tặng mọi người ca khúc ấy đi, tức là ca khúc cát bụi cuộc đời, không biết là chị có sẵn sàng không ạ? Dạ con hát được, mà con nghĩ chắc ở trong đây ai cũng biết hát hết nè, cũng thuộc cái bài đó, con nghĩ nếu mà thuộc thì mình hát theo cho nó vui.